Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là căn bệnh dễ dẫn đến chết người và dị tật ở người bệnh. Tuy nhiên, nếu sơ cứu đúng cách, người bệnh có thể giảm được biến chứng và nguy cơ tử vong. Đột quỵ xảy ra khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ làm cho não không nhận được oxy. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao và dễ để lại một di chứng vĩnh viễn cho bệnh nhân. Vì vậy, mọi người cần trang bị kiến thức cơ bản về căn bệnh này để dễ dàng nhận biết dấu hiệu đột quỵ, đồng thời biết cách sơ cứu khi người thân mắc bệnh. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã kịp thời cứu chữa hai bệnh nhân đột quỵ thập tử nhất sinh. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống hai bệnh nhân xuất huyết não do vỡ túi phình nguy kịch. Trường hợp thứ nhất, 27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Cách 3 giờ trước nhập viện, bệnh nhân cảm thấy bị nhức đầu rồi đột ngột hôn mê nên gia đình đã đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán xuất huyết nội sọ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nếu không được xử trí kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Thì cái cách mà sơ cứu đúng nhất là mình đặt bệnh nhân nằm nghiêng một bên, tay phải là mình để cái mu bàn tay để má đây, cho bệnh nhân nằm nghiêng bên trái và cái tay trái nằm để thẳng này như thế này. Chân dưới thì co, còn chân trên thì nó thẳng. Ở tư thế đó là khi mình di chuyển bệnh nhân tới bệnh viện á, thì lỡ mà bệnh nhân có nôn máu á, thì cái chất ói nó sẽ ít nguy cơ lọt vào đường thở. Và thứ hai nữa, trong những trường hợp mình nằm nghiêng vậy, cái lưỡi nó sẽ nằm do trọng lực á, nó rớt vào một bên, nó có một cái kẽ để bệnh nhân thở. Thì nếu như mà mình để bệnh nhân nằm ngửa thì cái lưỡi nó rớt ra đằng sau, nó chèn cái đường thở của bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ bị khó thở. Và nếu mà lỡ mà có ói á, thì cái chất ói sẽ lọt vào đường thở rất là nguy hiểm. Đó là cái tư thế chữa bệnh. Trường hợp thứ hai là cụ bà 75 tuổi, tỉnh Vĩnh Long, được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng đau đầu dữ dội vùng chẩm, nôn ói liên tục khoảng 3 giờ trước khi nhập viện. Sau khi cấp cứu và chữa trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động hai tay tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Không nên dùng các phương pháp dân gian để mà cấp cứu bệnh nhân, ví dụ như là chích máu ở đầu ngón tay hoặc là nặng chân vào miệng, thì những cái phương pháp đó là nó làm chậm trễ cấp cứu bệnh nhân. Thứ hai là khi mình nặng chân vào miệng bệnh nhân, nhiều khi là nó sẽ gây lọt cái dung dịch của nước chân đó vào phổi, là gây nguy hiểm. Mục tiêu của mình là cấp cứu bệnh nhân càng sớm càng tốt. Khi mình chuyển bệnh nhân á, mình phải chuyển bệnh nhân đến cái nơi nào mà có cái đơn vị cấp cứu đột quỵ để tiết kiệm cái thời gian điều trị cho bệnh nhân.